phản hồi thông tin của truyền hình nhân dân và các cơ quan báo chí về việc để xảy ra sai sót trong xác nhận đối tượng hộ cận nghèo để hưởng chính sách hỗ trợ dịch bệnh Covid-19 gây bức xúc trong nhân dân. Vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã phát văn bản chỉ đạo các địa phương kịp thời chấn chỉnh và đẩy nhanh tiến độ thực hiện nghị quyết 42 của chính phủ và quyết định 15 của Thủ tướng chính phủ. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải tập trung chỉ đạo quyết liệt các phòng ban, các xã phường, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hoàn thành chậm nhất trong tháng 7 năm 2020. Đồng thời công khai minh bạch, tuyệt đối không để lợi dụng trục lợi chính sách, chấn chỉnh kịp thời những sai sót và xử lý nghiêm khắc các trường hợp cố tình vi phạm. Địa phương nào còn để xảy ra sai phạm và chậm tiến độ thực hiện thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh.